51 chính thức bán ra tại FPT Shop. Galaxy A51 là chiếc smartphone sở hữu camera macro đầu tiên của Samsung, và cũng là sản phẩm mở màn thế hệ Galaxy A2020. Sản phẩm thuộc phân khúc giá tầm trung nhưng sở hữu hàng loạt tính năng đáng giá như camera macro chụp cận cảnh, bộ 4 camera sau 48 megapixel Excel đẳng cấp, thiết kế mỏng nhẹ bậc nhất chỉ 7,9mm, màn hình tràn viền vô cực Infinity, và công nghệ sạc nhanh siêu tốc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng. Được biết, FPT Shop đã mở chương trình đặt mua trước Galaxy A51 từ ngày 16 đến 26 tháng 12, và đã thu về hơn 6.700 đơn hàng. Trong đó, màu xanh grad độc đáo được khách yêu thích nhất chiếm 51% trên tổng số đơn đặt mua trước, và kế đến là màu đen funky với tỷ lệ 33%. Ngay hôm nay 27 tháng 12, tất cả khách hàng đã đặt trước Galaxy A51 có thể đến FPT Shop nhận máy kèm bộ quà công nghệ trị giá 1 triệu 500.000 đồng. Samsung Galaxy A51 được đánh giá là chiếc smartphone tầm trung đáng sở hữu nhất trong năm 2020. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại có mức giá vừa tầm với những tính năng khá đắt giá thì không thể bỏ qua Galaxy A51.